Chúng ta hãy cùng mở đầu bản tin ngày hôm nay với những tin tức của thể thao trong nước. Lúc này thì giải bóng đá vô địch quốc gia V-League đã trải qua được 2 vòng đấu và đội bóng duy nhất có được điểm số tối đa trên bảng xếp hạng lúc này đang là Thép Xanh Nam Định. Bước vào vòng đấu thứ 3 thì dù phải gặp một đội bóng đội khách đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, những tưởng thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ có một thử thách dễ dàng, thế nhưng thực tế trên sân lại diễn ra vô cùng hấp dẫn. Là đội bóng chủ động triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng Thép Xanh Nam Định lại phải nhận bàn thua trước. Người mang về bàn thắng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là Thành Thảo với tình huống sút phạt gây bất ngờ hệ thống phòng ngự của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Phải sang đến hiệp 2, những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà mới có được thành quả. Ngôi sao sáng giá nhất bên phía Thép Xanh Nam Định Henryo là người mang về bàn gỡ với tình huống dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Cũng chính cầu thủ mang áo số 10 này hoàn tất một ngày thi đấu ấn tượng khi mang về quả đá phạt đền cho đội chủ nhà. Ở cự ly 11m, Henryo thực hiện thành công để ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho Thép Xanh Nam Định, qua đó giúp đội bóng này tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Thì tôi cũng đã nói với các cầu thủ là hiệp một chúng ta chơi tốt chứ không phải là chơi dở. Đấy, do vậy là các bạn hãy giữ vững cái tinh thần như vậy và cố gắng là thật kỹ ở những cái tình huống cuối cùng. Nếu mà chúng ta có một bàn thắng thì sẽ tiếp tục sẽ có bàn thắng thứ hai. Cho nên là các bạn hãy kỹ ở những tình huống cuối cùng dứt điểm cho tốt. Thì sang hiệp 2 là các cầu thủ của chúng tôi đã làm được. Đây là cái trận đấu mà hai đội chơi rất hay, đặc biệt là chúng tôi có một cái hiệp 1 chơi rất là tốt. Cái bàn thua khi bàn gỡ của Nam Định á, thì tôi nghĩ rằng là đó là cái bàn đó rất hay, họ chuyển đổi rất là hay. Bàn thua thứ hai là bằng một quả phạt đền thì rất là tiếc. Cũng diễn ra trong chiều tối ngày hôm nay, đó chính là cuộc so tài trên sân Quy Nhơn giữa hai câu lạc bộ là Quy Nhơn Bình Định và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là hai đội bóng mới chỉ có được một điểm sau hai vòng đấu đầu tiên. Bởi vậy một chiến thắng là điều mà cả câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai đều hướng tới trong trận đấu này. Tận dụng lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định đã có bàn thắng vươn lên dẫn 1-0 trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do công của trung vệ Marlon Ragan ở ngay phút thứ 6. Có được bàn thắng, đội chủ nhà thi đấu thăng hoa khi ghi liên tiếp hai bàn thắng nữa ở các phút thứ 26 và 32 do công của Văn Thành và Allen. Và 3-0 là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà thi đấu có phần trùng xuống nên không có bàn thắng nào được ghi thêm. Còn đội khách Hoàng Anh Gia Lai cũng có bàn gỡ xuống còn 1-3 do công của Trung Ngọc Quang. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu muộn nhất trong buổi tối ngày hôm nay là cuộc so tài giữa hai đội bóng của thủ đô là câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội. Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên những buổi tập luyện vừa qua vẫn là chưa đủ để giúp cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam có thể tạo ra sự khác biệt trước các nhà đương kim vô địch. Câu lạc bộ Hà Nội thiếu vắng trung vệ Duy Mạnh trong đội hình xuất phát và những nhân tố thay thế không thể ngăn cản được sức tấn công của đội bóng Công an Hà Nội. Điều này được thể hiện trong những diễn biến ngay trong hiệp 1. Phút 29, từ một nỗ lực cản phá của Thành Trung, cầu thủ Junior Janio dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Trước khi hiệp 1 khép lại, cách biệt được nới rộng cho đội chủ nhà. Nỗ lực đi bóng của Giovane tạo điều kiện cho Jefferson Elias ghi bàn ở cự ly gần giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội có lợi thế dẫn trước 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tân binh Jefferson Elias ngay sau khi chuyển đến đội bóng Công an Hà Nội từ câu lạc bộ Viettel. Sau giờ nghỉ, áp lực được gia tăng từ câu lạc bộ Hà Nội nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng Công an Hà Nội thi đấu rất ổn định để giữ vững lợi thế có được. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho đội bóng Công an Hà Nội. Thắng lợi thứ hai liên tiếp giúp đội bóng này duy trì mặt trận thất bại với 7 điểm. Trong khi đó, đây đã là thất bại thứ hai liên tiếp của câu lạc bộ Hà Nội tại V-League và là trận thua thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Thực tế là nếu mà nhìn về tỷ số thì chúng tôi thua thì không còn nói gì cả. Nhưng thực tế ra là trong hiệp 2 chúng tôi cái thế trận của chúng tôi cũng rất là nhiều cơ hội. Ví dụ như là ngay đầu hiệp 2 nếu mà chúng tôi mà ghi bàn ở trong cái tình huống đầu tiên là mấy chục giây thì nó khác đi. Với hiệp 2 thì tôi nghĩ là vận động viên của tôi là chưa tốt. Theo tôi thì tất cả mọi đội bóng V-League đều là đối thủ trực tiếp không ngoài trừ Hà Nội. Thực sự mà nói thì họ cũng chưa hòa nhập tốt nhất thôi. Họ có một trận đấu gọi là cũng tương đối là chất lượng. Các bạn thấy rồi, họ cũng thể hiện cái sự quyết tâm thôi. Còn ngoại binh hay không, còn một quá trình dài chơi với nhau ít nhất 1-2 mùa bóng.
Thì tôi hy vọng là cái lượt về sau 7-8 vòng đấu thì họ sẽ chơi gắn kết hơn. Sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Xếp ngay sau là câu lạc bộ Công an Hà Nội với 7 điểm. Câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định cũng tạm vươn lên vị trí thứ 5, còn câu lạc bộ Hà Nội đang đứng cuối cùng của bảng xếp hạng khi chưa có được điểm số nào. Ngày mai sẽ diễn ra 4 trận đấu còn lại của vòng 3. Đáng chú ý, cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp trên kênh VTV5. Còn trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trận đấu duy nhất trong ngày mai sử dụng công nghệ VAR, sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp trên kênh VTV5 Tây Nam Bộ. Kính mời quý vị khán giả theo dõi. Với ngày mai tiếp tục là một ngày sôi động của V-League. Trên sân nhà thì câu lạc bộ Quảng Nam sẽ có cuộc tiếp đón đội khách Khánh Hòa. Đội khách Khánh Hòa thì chưa có điểm số nào sau 2 vòng đấu đầu tiên, trong khi Quảng Nam lại có lợi thế sân nhà. Bởi vậy mà đội chủ nhà sẽ hướng đến 3 điểm trong trận đấu vào ngày mai. Ở trận đấu đầu tiên tại sân vận động Hòa Xuân, thầy trò huấn luyện viên Phan Sĩ Sơn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả nhà. Dù phải vượt quãng đường hơn 70 km, nhưng vẫn có những cổ động viên nhiệt thành đến tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Mặc dù vậy, vẫn còn đó những thiệt thòi. Tôi xin cảm ơn tất cả khán giả, người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng Quảng Nam. Nhưng thực sự để cầu thủ mà chơi được thăng hoa với từng mét sân cỏ, mình tập một sân là mình để thi đấu một sân thì nó cực kỳ khó cho các cầu thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, trước một đối thủ cũng đang gặp phải khá nhiều khó khăn và chưa giành được điểm số nào như Khánh Hòa, thì câu lạc bộ Quảng Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành lấy một chiến thắng tặng cho người hâm mộ. Về lực lượng đội hình, Quảng Nam chỉ duy nhất trường hợp của Đình Bắc là không thể ra sân trong trận đấu ngày mai do gặp phải chấn thương. Còn lại, toàn đội đều đang có tâm lý khá thoải mái và sẵn sàng tiếp đón câu lạc bộ Khánh Hòa. Vào chiều ngày mai thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận đấu trên sân Hàng Rẫy gặp câu lạc bộ Viettel, và hai đội bóng này có một điểm chung đó là toàn hòa sau 2 vòng đấu. Năm nay thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không còn là người ô nữa và họ tự tin đặt mục tiêu đó là lọt vào top 5. Di chuyển ra Hà Nội từ chiều tối ngày 2 tháng 11, nhưng đến chiều hôm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới có buổi tập đầu tiên và cũng là buổi tập duy nhất tại Hà Nội trước khi bước vào trận đấu gặp chủ nhà Viettel. Dù phải làm khách, nhưng có thể thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất tự tin. Việc hòa nhập rất nhanh của những tân binh đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vẫn duy trì được lối chơi rất cá tính. Sự chuẩn bị của đội bóng cũng tương đối là tốt và chỉ có một số cầu thủ giống như một bàn được ngoan đang bị chấn thương. Về mặt lực lượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ không có sự phục vụ của hai tiền đạo ở trận đấu gặp Viettel là Quang Nam và chân sút chủ lực Diallo. Chính vì vậy, Phi Sơn và các đồng đội sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để bù đắp cho những thiếu hụt kể trên. Ngoại binh cũng là rất quan trọng với đội bóng, và đội bóng hai trận vừa rồi đấy và thậm chí trận ngày mai cũng thiếu ngoại binh nữa, thì cái đó cũng là cái thiệt thòi ảnh hưởng đến logic của đội bóng. Trong hoàn cảnh tưởng như khó khăn là vậy, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và các học trò không hề thay đổi quan điểm và mục tiêu đề ra. Mỗi trận đấu là một bài toán quyết định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng đến một chiến thắng. Chưa có chiến thắng nào sau 2 trận đã đấu, một khởi đầu không đạt kỳ vọng với ứng cử viên vô địch câu lạc bộ Viettel. Lợi thế sân nhà liệu có giúp thầy trò huấn luyện viên Thành Bảo Khanh có được chiến thắng đầu tay, hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với lối chơi khó chịu được xây dựng bởi huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ tạo nên bất ngờ ngay trên sân Hàng Rẫy? Vòng 3 V-League 2023-2024, câu lạc bộ Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 19:15 ngày 4 tháng 11, trực tiếp trên kênh VTV5 Tây Nam Bộ. Kính mời quý vị khán giả đón xem.